miếng thịt chó chấm mắm tôm, ăn với sốt tương đen, ăn với mì tương đen, trộn. Ngon hết mọi người. Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Cậu Bầm TV nhé. Ngày hôm nay Cậu Bầm TV sẽ gửi đến mọi người một cái món ăn vô cùng đặc biệt kết hợp giữa nước ta và nước ngoài. Như các bạn thấy đây, đây là mì cay Hàn Quốc. Loại này là mì tương đen, mì sốt tương đen của Sâm Giang nhé. Mì sốt tương đen của Sâm Giang. Đấy, của Hàn Quốc. Ok, hôm nay Cậu Bầm sẽ ăn mì trộn. Mì trộn. Nhưng mà sẽ không ăn theo kiểu của mọi người, không ăn theo cách của mọi người đã ăn. Hôm nay của Bơm sẽ ăn mì tương đen với thịt chó. Các bạn thấy ai ăn mì tương đen với thịt chó nhá? Đây, đây là miếng thịt chó rất ngon. Cậu Bơm đã mua 500 g thịt chó mọi người nhá. Đấy, rất chi là ngon. Đấy. Đây là gừng, sả và ớt. Có mắm tôm nữa. Các bạn có cảm giác ăn mì tương đen với thịt chó như thế nào rồi đúng không? Không biết nó như thế nào nhưng mà còn ăn mì trộn tương đen với mắm tôm nữa thì chắc là nó khủng khiếp lắm. Thì hôm nay cậu Bẩm sẽ làm thử xem mọi người nhé. Lâu lâu chúng ta phá cách đi, đổi phong cách đi một chút để xem cảm giác nó thế nào mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu làm và thưởng thức cái món mì Sâm Giang, mì tương đen Sâm Giang cộng với thịt chó Việt Nam. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Bạn nhớ bây giờ cậu Bờm sẽ cho mì vào trong nồi nha, nước đang sôi rồi. Đấy, mì cay Sâm Giang các bạn ạ. Cái này là hai gói sốt thì lát nữa chúng ta sẽ trộn xong. To quá, một gói mì này chắc phải bằng 2 đến 3 gói mì Việt Nam á. Bằng thật ý, không phải khéo đâu. Nó to thật mà. Sợi nó cũng to hơn sợi mì Việt Nam. Đấy, mọi người thấy không? Chắc chỉ cho vài vài phút là được đấy mọi người nhỉ. Hôm trước cậu Bấm ăn nhưng mà là ăn theo kiểu nấu á, nếm. Nhưng chợ ăn trộn nó vẫn cứng, nó vẫn như mì mì Việt ấy. Vẫn cứng. Phải đợi một chút nữa. Không biết là hôm nay ăn mì theo kiểu này, theo kiểu ăn mì cay thịt chó nó như thế nào đấy mọi người. Chưa bao giờ ăn lạ lạ này, mì cay thịt chó, bình thường chỉ ăn bún thịt chó thôi. Bây giờ có cả mì thịt chó. Nó lại còn kiểu mì cay, mì tương đen thịt chó, đúng không? Một cái Hàn Quốc với cái Việt Nam đập nhau vậy. Chắc được rồi mọi người. Bấm nếm thôi. Vẫn dài không? Vẫn cứng lắm mọi người ạ. Sợi nó vẫn đang còn sần sật sật ấy. Chắc vẫn phải để em để một lúc. Nó nở bên ngoài thôi nhưng mà bên trong nó vẫn còn cứng. Khi phải đợi vung lại một tí. Mì này nhìn thế nhưng không phải thế mọi người.
nó nở nhanh nhưng mà nó vẫn cứng lắm. Bây giờ chắc được rồi mọi người ạ. Để bơm thử xem các bạn nhé. Thì thử loại này là mình không giống như mì Việt Nam. Mì Việt Nam thì ăn cái vèo phát biểu. Vẫn còn hơi cứng. Hay là nó vậy nhỉ? Hôm trước nấu mì cay thì nó nở tanh bành nhé. Thôi vậy thôi, ăn vậy cho nó ngon, nó vẫn dai dai, mì trộn nó phải dai vậy nhở. Cứ cho nó sôi lên là được rồi. Thôi tắt vớt ra mọi người nhé. Hai gói nó ít vậy nhở. Chuẩn bị cái tô to như này cơ mà. Ô hai gói mì nó teo 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 vậy. Cái tô to hơn cái nồi. Cậu bơm ăn bây giờ ăn toàn ăn sùng ăn chậu thôi. Rồi bây giờ cậu bơm sẽ trộn mọi người nhé. Trộn và chúng ta sẽ đi ăn cùng với thịt chó này. Yeah, tương đen này. Đấy, các bạn thấy tương đen chưa? Nhìn này nó giống cái gì nhỉ? Kẹo đoàn, bánh gai ở Việt Nam. Oh shit. Liên tưởng thôi. Không phải đâu nhá. Nói linh tinh quá đúng không? Wow. Lên màu đẹp dễ sợ. Là gì phết mọi người. Mì tương đen thịt chó. Món ăn huyền thoại rồi. Mọi người người vào kênh của Bờm xem này, thấy toàn tiết canh thịt chó với những cái món nó lạ lạ kinh khủng. Đôi khi đổi món lạ tí cho nó thoải mái mọi người ạ. Ăn uống bây giờ nó có thiếu thốn nữa đâu. Tức là không phải là mình thừa thãi, nhưng mà mình ăn thì mình thử một cách ăn xem nó thế nào thôi nhá. Chứ không các bạn này bảo thừa thì đầy người đang không có ăn đâu. Cậu Bờm vẫn ăn mà, đây là khẩu phần ăn của cậu Bờm mà. Quan trọng là Bơm ăn, nhưng mà đây mọi người nhá, quan trọng Bơm ăn chứ Bơm có bỏ đi đâu, Bơm có vứt đi đâu đúng không? Nếu Bơm có thì Bơm vẫn cho người khác mà, chứ đâu phải là không cho đâu. Mọi người lại bảo là có người đang không có ăn, có người thì có của vứt đi đúng không? Không phải nhá, ví dụ như Bơm làm trứng vịt lộn hay làm đấy vậy, Bơm ăn không, Bơm làm xong Bơm vẫn cho mọi người mà, mọi người ở gần ấy, anh em Bơm cho mọi người chứ đâu phải Bơm bỏ đi đâu đúng không? Ngon quá mọi người, nếm thử xong này nhìn hấp dẫn quá. Ngon quá mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lấy thịt chó và để ăn mì tương đen cùng thịt chó nhé mọi người nhé. Ok, đây là cái nguyên liệu thứ hai của cái món này, của cái món mì mì Hàn Quốc ăn với thịt chó Việt Nam. Đây là miếng thịt chó mọi người nhé. Cậu Bơm mua 500g thịt chó, đây là cái rẻ sườn ấy, thịt kiểu chỗ nằm ấy, rất chi là ngon.
Cậu Bờm đã hấp xong rồi nhé. Hôm nay không nấu rượu mận mọi người, tại vì Bờm có nhiều clip làm rượu mận rồi nên hôm nay sẽ làm, với lại làm cái món này thử ăn trộn trước, hôm sau sẽ làm mì giả bún nhé. Ngon không mọi người? Ngon không? Nếm thử miếng nhá. Ngọt quá. Rồi cũng mình sẽ thái nhá. Ngon chưa mọi người này? Đấy. Hồng hào ngon này cơ mà. Hay để nguyên ăn, để nguyên vậy miếng vậy ăn à? Nó dã man lắm. Các bạn này bảo Bờm ăn kinh khủng quá. Thôi cắt nhỏ ra để nó trộn thử nhá. Xương thì để nguyên vậy. Các bạn này bảo cậu Bờm này nó kinh khủng quá đúng không? Kinh khủng khiếp. Ngon lắm mọi người nhá. Đỏ non. À quên, đúng ba chỉ luôn mọi người này, nhìn đúng ba chỉ không, thớ nạc nhá, thớ mỡ nhá, rồi thớ da nhá, rồi thớ nửa nạc nửa mỡ nhá, cực kỳ ngon luôn. Nóng quá nên cái Bờm thái có thể sẽ to, mọi người thông cảm nhá. Đấy, ngon chưa? Thái theo kiểu thịt chó chặt này. Nóng quá rồi cũng đói quá rồi. Thực ra đi làm cái này nó đâu có sung sướng đâu các bạn. Nhìn miếng thịt chó ngon không? Các bạn cứ bảo làm như Bờm sướng, chả sướng cái gì cả. Ăn toàn ăn quá giờ quá bữa. Đấy. Làm xong lại phải ăn. Ngon lắm. Ông cậu Bờm còn làm mắm tôm nữa mọi người ạ. Mắm tôm còn chưa làm cơ. Đấy. Quá ngon đúng không mọi người? Giờ cậu Bờm làm mắm tôm nhá. Xong rồi đây, dĩa thịt chó đây mọi người. Đấy, dĩa thịt chó cậu Bờm thái như chặt vậy nhá. Thái chặt, chặt thái. Cái món ăn này là món ăn phá cách mà, nên chúng ta cứ phá cách hết mọi thứ nhá. Ok, giờ cậu Bờm sẽ làm mắm tôm rồi, chúng ta cùng thưởng thức cái món thịt chó mì tương đen trộn nhá. Việt Hàn nhá, Việt Hàn kết hợp Việt Hàn hữu nghị nhá. Vâng thưa các bạn, sau hơn khoảng 30 phút cậu Bờm, gần 1 tiếng đồng hồ đấy, cậu Bờm đã chuẩn bị xong cái món ăn bá đạo đó là mì tương đen đúng không ạ? Mì tương đen Hàn Quốc, mì sốt tương đen Hàn Quốc ăn với thịt chó Việt Nam. Và bây giờ cậu Bờm sẽ đi review hai cái món này cho mọi người xem nhé. Đây thịt chó này, hôm nay làm theo kiểu chặt luôn đấy. Không phải thái nữa. Mắm tôm này, và đây mì tương đen. Hấp dẫn không mọi người? Mì tương đen ăn với thịt chó thì nó sẽ như thế nào mọi người ơi? Rồi bây giờ cậu Bờm sẽ đi review cái món này cho mọi người xem nhé. Món ăn bá đạo, bá cháy. Mọi người ơi, bây giờ cậu Bờm sẽ đi review nhá. Đây, mì tương đen này. Đấy. Wow. Thịt chó, mì tương đen và thịt chó, mắm tôm. Nè, điên. Ok. Giờ chúng ta sẽ review cái món ăn bá đạo nhá. Có sự hợp tác giữa Trấn Thành và Hai Quân. Cậu Bờm rót bia này. Cậu Bờm rót bia nó sủi bọt.
Ok, đây chúng ta sẽ đi review cái món ăn bá đạo thịt chó ăn cùng với mì trộn tương đen, mì sốt tương đen nhé. Đây là món ăn kết hợp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là Haribun này, còn đây là Trấn Thành này. Nói vui vậy thôi nhá, không phải là ví Trấn Thành như thịt chó đâu nhé mọi người nhé. Không mọi người lại ném đá cũng bấm chết. Ok, bây giờ thì cậu làm sẽ cho hai nếm thử đi. Thì chúng tôi nếm thử mì sốt tương đen trước. Nhiều hơn mọi người. Em thử miếng thịt chó. Mọi người rất chi là ngon mọi người ạ. Ăn hai cái món rời nhau thì rất chi là ngon. Đây, tiền đen mà. Nhưng mà bây giờ sẽ không ăn như vậy, nên sẽ trộn nó lại và chúng ta ăn cùng với nhau. Không có việc không mát không ạ. Rồi cậu bần lên cho vào cay này. Đây mọi người ạ, đây là món ăn bị trộn tương đen với thịt chó. Giờ cho mắm tôm vào nữa mình buồn cười nhá. Ở Việt Nam mình thì hay ăn bún đúng không, bún với thịt chó hay là cơm nóng ấy. Chứ chưa ăn cái kiểu này bao giờ, nên là hôm nay cậu bờ phá cách làm thử xem nó thế nào mọi người nhé. Mọi người nhìn hấp dẫn không? Thịt chó ăn với mì sốt tương đen, mắm tôm rau thơm. Mọi người ăn cùng bờ nhé, chịt nó. Miếng thịt chó chấm mắm tôm, ăn với sốt tương đen, ăn với mì tương đen trộn. Ngon hết mọi người mà ăn thứ nữa. Mời mọi người chấm mắm thôi mà.
bờm hay đâm mồ hôi. Vị trứng đen đúng là rất ngon, ăn với thịt chó lạ phết. Chó mày cậu vừa mua không biết là nó đẻ mấy đứa nữa, dài lắm. Ăn thì rất ngon nhưng mà nó dai, ngày nhắm rượu nó dai. Ngon phết mọi người. Không mọi người nhá, bởi mà ăn hết mì tương đen này, cái thịt chó hơi dai, nhưng ăn hơi lâu, nó ăn nhiều quá béo, cho bởi mà ăn vậy. Còn mì tương đen thì rất là ngon, nếu mọi người ăn thì mọi người hãy làm mì tương đen ăn nhé. Ê, cậu bởi uống cái cốc bia này. Còn thì chó ăn với mì tương đen thì nó không khác bún là mấy đâu mọi người, mỗi vị nó khác một tí thôi. Bún thì nó là bún trắng đúng không? Mời mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Cậu Bơm TV, và nếu mọi người thấy hay thì hãy like, subscribe, ủng hộ kênh Cậu Bơm TV nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mời mọi người nhé, 100% nhé. Dô. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.